Thưa quý vị, thời gian qua tình trạng buôn lậu xăng dầu trên biển hết sức phức tạp khi giá xăng dầu tăng do có sự chênh lệch với các nước trong khu vực và các nước có chung đường biên giới. Các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, các chiêu thức mới khiến công tác đấu tranh ngăn chặn gặp không ít những khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Gọi là tàu cá nhưng lại không có ngư cụ để đánh cá và cũng chẳng có con cá nào. Thay vào đó là những ống hút, trụ bơm và những bể chứa đầy dầu đeo như thế này. Và dĩ nhiên, tàu cá vẫn đăng ký là khai thác thủy sản. Để của anh này là bơm dầu lên. Hai cái ống này, hai ống gà dầu. Cái ống này ống dầu hồi. 1 giờ mà kẹp à? 1 giờ bơm được 10.000 trên 10.000. Làm ấy không có lợi, ra ngoài nghe nói có đồ rẻ, đường ra tôi lấy. Chuyến lấy 40.000. Theo khai nhận của thuyền trưởng, nếu chuyến buôn lậu dầu này thành công, không bị bắt giữ, thì chủ tàu sẽ lãi khoảng 40 đến 50 triệu. Vì sau khi bán thành công trên biển, trừ chi phí, 1 lít dầu sẽ lãi khoảng hơn 1.000 đồng. Đối với các chủ phương tiện, thì gia cố lại phương tiện của mình sang cái vùng biển giáp ranh ở biên giới để lấy dầu và bán và sang tải cho các phương tiện khác. Thì khi phát hiện lực lượng chúng ta thì là chúng có thể là chặt neo, là chạy lách luôn, bỏ chạy. Một vài chủ tàu cá cũng cho biết do việc mua dầu lậu trên biển có giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường nên rất nhiều tàu cá chỉ mua dầu trên bờ đủ để ra biển, còn ra đến biển thì sẽ mua dầu lậu. Theo biên phòng tỉnh Cà Mau, vì nhu cầu lớn như vậy nên không chỉ có các tàu cá của Việt Nam tham gia vận chuyển, buôn bán xăng dầu không có nguồn gốc, mà có cả sự tham gia của tàu cá mang quốc tịch nước ngoài. Tới đây, đơn vị sẽ tăng cường công tác trinh sát và tuần tra kiểm soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan, tuyên truyền, vận động các chủ tàu không tham gia vào các hoạt động buôn bán xăng dầu lậu trên biển, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.